Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Việt Nam Hồng Cường. Bản tin hôm nay của chúng tôi, ngày 6 tháng 1 năm 2021, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. HSBC, Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất tại châu Á. Năm 2030, thủy sản hướng đến mục tiêu xuất khẩu 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu 160 tấn tôm đầu tiên mở màn năm 2021. Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công và hoàn thành hơn 60 dự án. Hà Nội triển khai 6 nút giao thông quan trọng. Ngày mai, mùng 7 tháng 1, thông xe cây cầu hơn 400 tỷ đồng tại huyện Nhà Bè. Quảng Bình đón nhận hàng chục ngàn tỷ đồng vốn đầu tư. 4.600 megawatt công suất điện mặt trời áp mái hoàn thành trong một tuần. Vietjet thuộc top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới tạm dừng các chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam. Tổng thống Mỹ ký xác lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. HSBC, Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất tại châu Á. Tại báo cáo dự báo kinh tế châu Á hàng quý, sự phục hồi, chuyên gia HSBC đánh giá Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất châu Á vào năm 2020 và một lần nữa sẽ nằm trong top đầu các nước phát triển tại khu vực trong năm nay. Bất chấp những thách thức chưa từng có, Việt Nam đã vượt ra khỏi khủng hoảng dịch bệnh một cách mạnh mẽ. Với dân số hơn 95 triệu người, Việt Nam đã xoay sở để săn bằng đường cong COVID-19 sớm hơn nhiều và duy trì tổng số ca nhiễm ở quanh mức 1.400 nhờ các nỗ lực ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước. Tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng 2,91% trong năm 2020, tuy là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đây vẫn được đánh giá là thành công lớn, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Năm 2021, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi do công nghệ dẫn đầu, dòng vốn FDI bền bỉ và nhiều hiệp định thương mại đã được ký kết. Tuy nhiên, HSBC đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2021 xuống còn 7,6% thay vì 8,1% như trước đó vì ngành du lịch vẫn còn nhiều trở ngại. Năm 2030, thủy sản hướng mục tiêu xuất khẩu 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có tờ trình Thủ tướng về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3 đến 4% một năm. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 triệu tấn, sản lượng khai thác thủy sản 2,8 triệu tấn, giá trị kinh ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Ngành thủy sản sẽ giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao động, có thu nhập bình quân đầu người lao động thủy sản tương đương thu nhập bình quân chung lao động cả nước, xây dựng các làng cá ven biển, đảo thành các cộng đồng dân cư văn minh có đời sống văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc riêng gần với xây dựng nông thôn mới. xuất khẩu 160 tấn tôm đầu tiên mở màn cho năm 2021. Hôm qua mùng 5 tháng 1, lễ xuất khẩu lô tôm đầu tiên sang thị trường các nước đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức long trọng tại Hậu Giang. Theo Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là lô hàng đầu tiên mở màn năm mới của nhóm ngành thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức xuất khẩu sang hàng loạt thị trường cao cấp như Mỹ, EU, Nhật Bản. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân nhấn mạnh, với 8 container hàng, Mỗi container chứa khoảng 20 tấn hàng, hơn 160 tấn tôm do công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang, khu công nghiệp sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chế biến sẽ mở đầu cho thủy sản xuất khẩu đi các nước. Bất chấp đại dịch diễn biến phức tạp, ngành tôm vẫn là ngành mang lại giá trị kinh tế cao. Dự báo xuất khẩu tôm năm 2021 tăng 15% so với năm 2020, đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công và hoàn thành hơn 60 dự án, khởi công 17 dự án gói thầu, hoàn thành 45 dự án gói thầu đang triển khai. Giải ngân 95% tổng vốn được giao trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng là một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 được nêu lên tại Hội nghị Tổng kết năm 2020 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào hôm qua, mùng 5 tháng 1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số các dự án giao thông mới sẽ được tập trung phát triển trình phê duyệt trong năm nay, có các dự án quan trọng như phát triển giao thông xanh thành phố, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng hòa, góp phần giải quyết ủn tắc khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngoài ra trong năm 2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 45 dự án gói thầu như dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, mở rộng đường Đồng Văn Cống, tuyến đường gom thuộc đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một số gói thầu thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 2. Hà Nội triển khai 6 nút giao thông quan trọng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thi công các công trình nút giao thông quan trọng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, sau nhóm công trình sẽ được triển khai cụ thể là nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức với tổng mức đầu tư 2.624 tỷ đồng, đang đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư từ hợp đồng BT xây dựng chuyển giao sang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Hầm chui Lê Văn Lương, vành đai 3, quận Thanh Xuân với tổng mức đầu tư hơn 698 tỷ đồng, dự án này hiện đang triển khai thi công hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường giải phóng quận Hoàng Mai với tổng mức đầu tư hơn 671 tỷ đồng, hiện đã phê duyệt dự án đầu tư nhưng đang phải điều chỉnh do điều chỉnh phương án tuyến đường sắt đô thị số 4 đi ngầm. Cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, quận Đông Đa với tổng mức đầu tư khoảng 147 tỷ đồng hiện đang thiết kế bản vẽ thi công. Nút giao đường Hoàng Quốc Việt hầm chui theo hướng đường Hoàng Quốc Việt qua đường Vành Đai 3, quận Bắc Từ Liêm với tổng mức đầu tư khoảng 881 tỷ đồng nút giao đường cổ nhuế hầm chui theo hướng đường tây hồ tây tây thăng long quận bắc từ liêm với tổng mức đầu tư khoảng một nghìn tỷ đồng trong số này sở giao thông vận tải đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội nút giao thông hoàng quốc việt và nút giao thông cổ nhuế sẽ được đầu tư từ nguồn vốn dư của dự án đầu tư xây dựng cầu cạn vành đai ba đoạn mai dịch nam thăng long Ngày 7 tháng 1, thông xe cây cầu hơn 400 tỷ đồng tại huyện Nhà Bè. Sau 8 năm chờ đợi, người dân sống tại khu vực ngoại thành, nơi cửa ngõ phía nam thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng việc đi lại sẽ thuận lợi hơn khi cây cầu Phước Lộc bắt qua rạch Long Kiểng nối huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh sẽ được thông xe vào ngày mai mùng 7 tháng 1. Công trình được khởi công vào tháng 6 năm 2012 với tổng vốn đầu tư là 405 tỷ đồng. Sự kiến hoàn thành sau 17 tháng thay cầu cũ bằng sắt, rộng hơn 2 m đã xuống cấp do xây dựng từ hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2013, dự án phải dừng do vướng mặt bằng. Năm 2019, huyện Nhà Bè đẩy nhanh việc bồi thường và đến tháng 6 mới đây mới bàn giao toàn bộ. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau gần một năm thi công, cầu Phước Lộc đã hoàn thiện cơ bản. Trước ngày thông xe, hệ thống chiếu sáng, lan can, thoát nước, chỉ dẫn giao thông đã được lắp đặt đầy đủ. Cầu rộng 10,5m cho hai làn xe hỗn hợp cùng lề đi bộ. Quảng Bình đón nhận hàng chục ngàn tỷ đồng vốn đầu tư. Ngày mùng 6 tháng 1, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án của 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 20.995 tỷ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 1 sắp tới. Hội nghị sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự trong đó có đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành trong nước, các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán và cơ quan ngoại giao một số quốc gia, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư tiềm năng, các tổ chức tín dụng. Đặc biệt tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án của 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 20.995 tỷ đồng, tương đương với 910 triệu đô la Mỹ, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 21 dự án của 16 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 73.683 tỷ đồng, tương đương với 3,2 tỷ đô la Mỹ. Trao đổi với báo Lao động, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là hoạt động quan trọng khởi đầu cho nhiệm kỳ mới với mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. 4.600 MWp công suất điện mặt trời áp mái hoàn thành trong một tuần. Theo EVN, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời trên cả nước đạt khoảng 19.400 MWp, trong đó có 9.300 MWp là điện mặt trời mái nhà. Số này tương ứng khoảng 16.500 MW, chiếm khoảng 25% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện quốc gia. Một điểm rất đáng chú ý là công suất phát của điện mặt trời mái nhà tăng lên rất mạnh chỉ trong ít ngày cuối cùng của năm 2020. Cũng theo số liệu từ EVN, tính đến ngày 25 tháng 12, công suất điện mặt trời mái nhà mới chỉ đạt 4.700 MWp. Điều này có nghĩa mức tăng là gấp đôi chỉ trong chưa đầy một tuần. Trong ngày cuối cùng của năm 2020, công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà tăng thêm 2.000 MWp, ngang công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Tính chung trong tuần cuối chạy deadline, lượng công suất lắp đặt tương đương tổng công suất của hai thủy điện lớn nhất nước là Sơn La và Hòa Bình. Cuộc đua để hưởng giá mua điện ưu đãi trước hạn 31 tháng 12 năm 2020 là điều không cần phải bàn cãi. Sau mốc thời gian này, chưa có quy định mới và hướng dẫn tiếp theo từ Bộ Công Thương. Vietjet thuộc top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới. Theo đó, kênh CNN đưa tin Airline Rating, trang web chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không thế giới, đã công bố 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới, trong đó có tên hãng Vietjet của Việt Nam sắp xếp danh sách theo thứ tự bảng chữ cái. Các hãng hàng không này gồm có Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, JetBlue, Ryanair, Vietjet, WestJet và WizAir. Ngoài ra, Airline Rating cũng công bố hạng mục quan trọng nhất, bảng xếp hạng các hãng hàng không an toàn nhất thế giới, sau khi theo dõi 385 hãng vận chuyển trên toàn cầu. Đo lường các yếu tố gồm hồ sơ tai nạn và sự cố nghiêm trọng cũng như tuổi thọ máy bay của hãng cùng một vài yếu tố khác. Ella Ratings cũng đã đưa ra một chỉ số riêng về 20 hãng hàng không tân thủ biện pháp phòng ngừa COVID-19 hàng đầu. Theo Air Ratings, các hãng hàng không này đã vươn lên và vượt xa trong việc bảo vệ hành khách trước đại dịch COVID-19. Tạm dừng các chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam. Hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 01 CTTTG về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, dịch bệnh đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi ngày có thêm khoảng 600.000 ca mắc mới và khoảng 6.000 người tử vong. Đặc biệt đã xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan mạnh hơn virus SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia nhiều nước đã phải áp dụng các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng chống dịch. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép không được kiểm soát qua đường mòn, lối mở. Trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch triển khai điện ngày 5 tháng 1 năm 2021 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm 7 nội dung, trong đó có việc tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh và Nam Phi. Bên cạnh đó là tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển, thần tốc truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết không để dịch lây lan ra cộng đồng trong trường hợp phát hiện ca mắc bệnh. Tổng thống Mỹ ký xác lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm chung. Ngày 5 tháng 1, một quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một xác lệnh hành pháp nhằm cấm các giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc bao gồm Alipay, Camscanner, QQ Wallet, Shade, Tencent QQ, Vmet, WeChat Pay và WPS Office. Xác lệnh này được đưa ra nhằm hạn chế mối đe dọa đối với người Mỹ do các ứng dụng phần mềm của Trung Quốc gây ra. Những phần mềm này vốn có nhiều người sử dụng và quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Bộ Thương mại Mỹ sẽ có 45 ngày để thực hiện nhiệm vụ xác định các giao dịch nào sẽ bị cấm theo xác lệnh trên, mà được cho là nhằm mục tiêu vào phần mềm QQ Wallet và WeChat Pay của công ty Tencent Holding LTD. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ có kế hoạch hành động trước ngày 20 tháng 1 khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở. Tuy nhiên, bất kỳ giao dịch nào bị chính phủ Mỹ cấm có khả năng sẽ phải đối mặt với các thách thức pháp lý tại tòa án, giống như các lệnh cấm giao dịch với WeChat và TikTok trước đó bị các thẩm phán liên bang ngăn chặn đây là động thái mới nhất có thể khiến quan hệ giữa mỹ và trung quốc tiếp tục kém thuận lợi trước đó chính phủ mỹ cũng cấm tải các ứng dụng wechat và tiktok do trung quốc sở hữu tại mỹ